Chào tất cả các hôm nay tiếp tục về được một bộ bô 321 CD2. Các bác lưu ý là CD2 nhé, dòng CD2. Đây là full bộ hôm nay về. Bộ hôm nay về thì cũng như mấy bộ lần trước, đủ cả loa tay, đủ loa khiển, đủ khiển, đủ đầu, đủ sụp. Đặc biệt là dây dẫn lần này cũng đủ full luôn. Chọn bộ là như thế này, hình thức là như thế này. Hôm nay thì em cũng nói kỹ lại hơn về phần đấu nối để các bác nào chưa chơi hoặc hôm trước mua mà không biết đấu thì hôm nay xem clip này thì em sẽ hướng dẫn kỹ hơn. Đây, trước tiên là về cấu hình nó như này, gồm có hai la tay, đầu, khiển và cục súp. 321 CD2, số điện thoại của em đây, các bác chụp ảnh màn hình vào. Đấy, bây giờ em sẽ tách riêng từng phần nha để các bác tiện theo dõi. Phần loa tay này dây rất dài, các bác có thể để ra xa hơn một chút. Đây là phần kết nối của loa tay. Đây các bác nhìn này, dây còn thừa rất nhiều. Các bác có thể kéo loa tay là xa xa rất là nhiều. Thì loa tay đằng sau này nó như thế này thôi. Cái cầu loa bô thì đấy, nó chỉ cắm cái rác này vào như thế này thôi. Đấy. Đây từ loa tay mình kết nối này, kết nối vào cục súp. Đây các bác nhìn đây, súp nó là các cái rắc như là rắc máy tính như này thôi, vặn cái này ra. Đấy, nó có chữ bô lên trước thì nó các bác ngửa cái chữ bô này lên thì các bác cắm qua. Đấy. Là một dây nhá, nó rất là đơn giản thôi. Và một dây nữa. Nó có cái phần mũi tên này, các bác cắm vào. Cắm vào. Đấy. Dây này thì nó cắm tín hiệu lên phần này và cũng cái phần mũi tên này các bác cắm vào, vậy thôi là xong. Và đây một cái dây nguồn điện, dây điện các bác cắm ở điện 100, đây là ổ 100V của em, vậy là xong nhé. Xong phần kết nối, bộ này là bộ 321C2 các bác nhé. Các bác lật cái hậu lên đấy, nó có phần đây 321CD2 đây. Đây đây 321CD2 về Việt Nam mình chủ yếu là 321 trơn, 321CD2 thì tính trầm của nó đánh lực hơn đấy. Đấy, còn đây là cục trầm cũng là 321CD2 này, các bạn có thể nhìn này, C2 tiếng nó sẽ lực hơn. Đây là tay khiển 321C2 của Mexico, Xuân Mỹ. Đây là phần âm thanh, nó có phần on up. Khi bật lên các bác đang để ở volume bao nhiêu nó sẽ tự động nó chuyển volume đấy. Đây phần ra đĩa, tức là nếu trường hợp không có khiển các bác vẫn dùng được bình thường. Đây là CD của nó, khi các bác cho vào bao CD đừng có đẩy tay như này. Đây, ra vào một lúc nhiều bác là cứ lười ấn đây. Đây, nó sẽ đọc, đây nó có CD hoặc DVD, đằng này nó có cái DVD đấy, bật luôn volume luôn đấy các bác. Ngoài ra con này nó có phần giải mã, thì các bác cắm các thiết bị vào thì giải mã là đây, optical in cắm từ smart TV đấy, cắm vào đây thì các bác chuyển phần sút này là chuyển được vào trên điều khiển, nó có đây DVD đấy, các cái đường vào AUX input là các đường vào thì mình bật vào đấy, hoặc là có đường TV đây, đường TV dụ bác cắm máy tính thì các bác cắm vào đây xong các bác chuyển TV, còn cái đường màu vàng này là ra hình, các bác cắm từ đây vào cái TV của các bác thì nó sẽ ra hình ảnh khi mà các bác dùng đĩa DVD. Bộ này rất là tiện, 2, 3, 4 trong 1 luôn, nó đầy đủ các tính năng của một bộ dàn như thế này đấy, nó như một bộ dàn luôn, tiếng rất tốt. Từ khi vào linh hồn lành pha cuộc vui, ngày nào còn câu gian dối
quên lời ai nói yêu tôi rồi mà là người thường hay thay đổi. Có thể hiểu và chơi dòng mobile 1-2 này. Thì các bác alo cho em số máy 098-369-8867. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.